khi siêu lục địa cổ đại Gondwana bị tách rời cách đây 83 triệu năm, một mảng khổng lồ của nó chìm dưới những con sóng trong lúc trôi giạt. Zealandia, một phần của Gondwana, đã trở thành lục địa thứ 8 của trái đất nếu lớp nước biển không che khuất nó. Tuy nhiên, khoảng 94% diện tích của Zealandia, rộng 4,9 triệu cây M2, bị chìm dưới nước. Nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu địa hóa học và đồng vị từ mẫu đá để tạo bản đồ và khám phá quá trình hình thành lục địa này kết quả cho thấy rằng zealandia và nam cực đều trải qua hiện tượng biến dạng nội tại với những dấu vết của sự kéo căng giữa các phần khác nhau trong lòng địa cầu